Ờ, xin chào tất cả anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với uh, kênh của mình. Ờ, uh, sau phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta cũng đi vào phân tích cái thị trường cũng như là một số nhận định về uh, phiên giao dịch ngày mai uh, và ngày kia có xu hướng sắp tới anh chị. Đấy, thì uh, hôm nay thì uh, cũng có rất là nhiều điều, điều kiện và mình cho rằng là đủ những điều kiện để vượt đỉnh vượt cái đỉnh của một nghìn hôm thứ sáu tuần trước anh chị cái phía này. Đấy, thì uh, vì sao thì tí nữa mình sẽ đưa cho anh chị mình là phân tích cho những người tín hiệu để nó đủ những điều kiện như thế này Đấy, thì đó là nội dung video hôm nay à, còn phiên hôm nay thì về mức độ thanh khoản thì chúng ta thấy rồi là nó tương đương phiên ngày hôm hôm qua phiên hôm qua về khối lượng giá gì thì nó có sụt giảm so với phiên hôm qua nhưng mà không nhiều sụt giảm tất nhiên thì phiên sáng chúng ta thấy đó là những giai đoạn đóng phiên à, kể cả phiên chiều có những giai đoạn nó rủ xuống ở ngay đường mưa a mươi xin lỗi ngay đường mưa năm ở 1276.95 đúng không ạ thì những mà lực bán cũng không nhiều đấy thì đó là một cái như về thanh khoản về số lượng uh, cổ phiếu thì nó ít hơn so với hôm qua nhưng mà phiên 6 lần tiên thì nó là tốt hơn phiên hôm qua bởi vì hôm nay lên một số nhóm ngành cổ phiếu trụ tăng nó tất tốt nó đó dần dần đến cái lý do là uh, thanh khoản thì về thực tiên thì nó tốt hơn phiên hôm qua nhưng mà về khối lượng giá trị thì nhỏ nhỏ phiên hôm qua thì đó là mình nói quá như vậy còn phiên hôm nay thì không biết anh chị em nào có đua lành lục uh, thị trường mở gặp đâu phiên không đúng không ạ hôm qua thì chúng ta đã nhận định anh những nhận định của chúng ta thì có thể nói rằng là à, sau phía hôm qua thì chúng ta thấy đang là nó chính xác đến từng mm anh chị có thể nói rằng rất là chính xác luôn thì chúng ta phải phân tích ở khung đồ một giờ hôm qua mình nói anh chị rất là kỹ đấy thì hôm nay nó chính xác có thể là gần như là tuyệt đối luôn đấy và những người phân tích hôm qua là mình vẫn đang để ở trên biểu đồ và trên cái video hôm qua là anh chị mà cần đổi chiều anh chị xem lại rất là chuẩn đúng không ạ thì cũng không biết là có may mắn hay là những cái chúng ta phân tích nha, nó nó có phải là may mắn hay không nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng là ở những cái phân tích đó thì nó dựa vào cung cầu thôi anh chị à, nó dựa vào những cái nội dung mà mình bỏ trong cái video mình lồng trong cái phần mô tả anh chị đấy đó là tẹt đỉnh tẹt đại tẹt nên đấy đây nó không thoát được đâu anh chị về cơ bản là trên 80 là cả cổ phiếu và thị trường chúng nó vận động theo quy luật đó Đấy à, thì những cái đó thì anh chị xem anh chị cần thì anh chị có thể xem ở trong phần mô tả mình có đỉnh kem đúng không ạ ừ, ở phần mô tả có anh chị nhé à, còn à, hôm nay thì về khối ngoài dân giả khá là kích khối ngoài dân giả đó đó là trên san hồ Sế là tương đương khoảng hai nghìn tỷ trong đó là cổ phiếu ma sáng cũng đến là loanh quanh hơn một nghìn tỷ thôi đúng không ạ tất nhiên thì những cổ phiếu ví dụ ma san nó vẫn tăng được đúng không Ma san hôm nay nó vẫn tăng đấy hôm nay đấy mặc dù là như vậy khối ngoài giả như vậy nó vẫn tăng đấy thì à, đó là một cái cái lưu ý của phiên hôm nay chúng ta nói quá thôi còn bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh vào cái, những cái nội dung chính của chúng ta đó là đủ điều kiện để vượt đỉnh nhé À, thì thi đủ điều kiện vượt đỉnh thì vì sao đủ điều kiện thì à, chúng ta đã phân tích đến nhiều góc độ thứ nhất là về phải sinh này thì phải sinh nhá là thường là nó phản ánh trước cái xu thế à, của thị trường Đấy, đó là về phải sinh anh chị thứ hai là chúng ta phân tích trên biểu đồ của giả của chỉ số vườn ý thì chúng ta sẽ phân tích ở đến hai khung đồ thứ nhất là dưới ngay thì chúng ta sử dụng khung chặt một giờ rồi và à, khung chặt ngay đúng không ạ và chúng ta sẽ sử dụng thêm cái công cụ để mà mình thì không theo nhưng mà mình phân tích thêm ở cái chỉ báo của ý chí thì anh chị mà theo trường phải là anh chị có thêm một góc nhìn để, để nó đầy đủ hơn và thứ tư quan trọng nhất á, là chúng ta phân tích mổ xẻ vào từng cổ phiếu ví dụ nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành thép nhóm ngành uh, trong rổ viên 30 mươi bất động sản đây dầu khí vân vân đấy thì những cái nội dung thứ tư cổ phiếu phân tích mổ xẻ á, là mình đã phân tích cho anh chị rất nhiều trong giai đoạn gần rồi gần đây đó là khi khi các cổ phiếu vừa kết thúc giá giai đoạn tích lũy và giai đoạn tải tích lũy thì thì từ trường uh, cổ phiếu thì gần như là mới uh, bắt đầu của giai đoạn hái thôi đấy rồi, bây giờ chúng ta đi vào phân tích luôn. Đó là về khung đôi dưới ngay. Khung đôi dưới ngay thì ở đấy anh chị xem đây thì anh chị thấy rồi. Anh chị thấy chưa? Hôm qua mình còn nói anh chị là cái phiên phục hồi này, phiên hôm qua nó phiên phục hồi như anh chị này. Thì mình có nói anh chị là gì? chúng ta về là nó chính xác đến từng mm luôn anh chị. Đây này. mình có vẻ anh chị là gì? nó phục hồi lên đây thì sẽ có hai khả năng đó là một là tăng mạnh nó mở gặp nhưng mình không thiên về cực bản đó. Tuy nhiên phiên sáng nay vẫn có mở gặp nhưng mà được đóng lại ngay trong phiên luôn. Đấy và phiên chiều thì mình có nói anh chị là nhé. À, mình có nói anh chị video hôm qua nó thương có xu thể tẹt lại để và test lại là yêu cầu khối lượng phải nhỏ như thế chứ khối lượng rất nhỏ đúng nhá. Nhưng cái nền phía sau chúng ta thấy đó là à, sáu hai cái nền này chúng ta thấy đó là à, biến nó nhỏ và khối lượng nó nhỏ này. Nhưng cái này chị nhìn anh chị thấy không phải là chém được đâu, đúng không ạ? Anh chị thấy là khối lượng nó nhỏ này. Đấy. Còn thứ hai nữa là anh chị thấy là khi mà nó test về mình nói anh chị là khi nó test về thì thương nó nó test về đến 50% của cái phiến phục hồi này. Phiến phục hồi này anh chị thấy là từ cái vùng sáu ở 1265 lên á, 1283 anh chị 85 anh chị thấy rằng là À, nó hai điểm thì nó thường là tẹt về đâu đó khoảng trên năm và chúng ta hôm qua chúng ta về nó vận động ý trang đây luôn thì nếu như anh chị mà theo cái này thì anh chị thấy rằng là nó thứ nhất là về cái biến đồ đó. nếu như về cái biến đồ thu hẹp thì anh chị thấy là cái khoảng này là biến đồ nó rất lớn đây và lên đấy thì quá trình phục hồi này khối lượng của nó chưa được ok lắm do đó nó cần quá trình tích lũy lại tẹt lại đúng không ạ thì anh chị thấy đang là nó để hình thành cái biến đồ thu hẹp ở đấy thôi đấy còn nếu như mà anh chị mà thích vẻ vơi thì anh chị thấy đang là ở đấy chúng ta thấy là đấy như nào à, nếu như khung đồ nhỏ nhá thì anh chị sẽ vẽ như thế này là anh chị thể hình dung ra là gì đấy đấy rồi đúng không ạ đã hình dung ra gì đấy rồi do đó là phiến mai là một cái phiến mà nếu như cả cái đến đâu phiến hoặc là trong phiến mà những cái đến đâu mà nó có loanh quánh ở vùng dưới 1280 cho đến 1283 một số khoảng hai cái đâu á thì sau đó là phiến chiêu mình cho rằng là sản xuất để vượt cái vùng đỉnh 1290 1291 ở phiến thứ sáu tuần trước là những cái đỉnh cao nhất của râu của nó là 1291.27 đúng không ạ nhưng mà sản xuất này là rất cao và nó đã thu hẹp cái biến đồ rồi đó là về khung đồ dưới ngay gì nhá Đấy, thì đó là về khung đồ dưới ngay là nó đã là ok đúng không ạ thì sản xuất cao nó sẽ đi vào khả năng này đấy thì về đó là về chúng ta phân tích đơn thuần đến yếu tố kỹ thuật anh chị còn nếu như ví dụ đếm nay hoặc là vào giữa phiên mai hoặc là trong phiên ngay mai mà có những thông tin như xấu mà nó ấy ra thì đó là những cái chúng ta không lương được, được đâu anh chị lưu ý cho mình cái cái đó nhá còn về phải sinh về phải sinh lâu rồi cũng không chạm phải sinh nay đưa ra chèm một tí mình đưa đây thì phải sinh đi mình bị chơi thôi khi mà thị trường vào xu thế đáo chè nó thì mình tham gia con mà khi mà thị trường lên thì mình hạn chỉ đánh bởi vì tiền tập trung vào cổ phiếu vào cơ sở nếu như anh chị nhìn đấy này anh chị nhìn từ phiên ngày 27 tháng 3 đúng không ạ và lại này anh chị thấy rằng là cái phiên sáng đấy từ cái phiên cuối phiên 26 tháng 3 tức là phiên hôm qua cuối phiên hôm qua và đến hiện này là hơn 27 tháng 3 thì thấy rằng nếu như anh chị nhìn tuần này anh chị nhìn ra màu hình gì đây không ạ anh chị nhìn trong phiên hôm nay ấy, và cuối của phiên hôm qua, là anh chị thấy là anh nhìn đấy là anh chị thấy được một mẫu hình là vai gì này, cả đấy là vai nhìn này. Và đấy sẽ là một cái đầu này. Đấy, và đấy sẽ là một cái vai này. Như vậy là ngắn hạn ở đấy là cái phiên hôm nay nó đã hình thành một cái mô hình vai đầu vai này. Đúng không ạ? Còn anh chị nhìn xa thêm một tí nữa này. Anh chị nhìn xa thêm một tí nữa anh chị nhá. Anh chị nhìn xa thêm một tí nữa là anh chị lấy từ cái phiên mấy ở à? tư phiên ngày 22 tháng 3 này này thì anh chị thấy là lớn hơn nữa là nó sẽ lông chúng ta một cái mẫu hình vai nó vai tiếp đấy anh chị là vai gì này vai này thấy chưa đây là đầu này đây là vai này đây thì như vậy một cái mẫu hình vai đầu vai nhỏ lông trong một cái mẫu hình vai đầu vai lớn đấy thì xác suất cao là à, chỉ số phải sinh các tiến tử là rất gì mà sẽ là vượt cái vùng đỉnh 1292 Đó là phải sinh nhé gì nhá Đấy Còn nếu như mà anh chị nhìn vào phân tích theo quay of á thì anh chị thấy giống mình này mình nói phân tích ngắn hạn đây, đây trong một quá trình đi lên anh chị này nó đã quẹt qua thanh khoản của vùng đỉnh trước ở 1290 đây này cái vùng này đúng không ạ 1289 đây đấy vùng này nó đã quẹt qua này nó đã quẹt quá một lần và nó rủ lại và nó rủ lại sau đó nó phục hồi lên cái vùng này thì nó rủ xuống một lần nữa nhưng mà cái vùng đẩy của phía hôm này tức là ở 1280 thì nhất thấp mình lấy có anh quanh vùng thôi nó không thùng ở vùng LPS ở đây nó không thùng ở vùng LPS ở đây và nó phục hồi lên và sau đó nó rủ xuống rủ xuống vùng này nó cũng không thủng cái vùng nhé cái vùng cân bằng ở vùng ở trong phiên ở vùng 1280 này thì chứng tỏ rằng là một cái lực cầu và cái số thể của nó là đã là ok Đấy, thì anh chị nhìn thấy anh chị sẽ theo dõi thêm tất nhiên mình cũng nói với anh chị thêm một tí nữa đó là chúng ta không loại trừ những thông tin xấu có thể có vào chiều tối nay hoặc là trong phiên ngày mai những cái đó chúng ta không biết được còn nếu như nó xu thể đến hiện tại là nó rất ok Đấy, thì đó là về Ờ, phải chính thì ở trong ngắn hạn là mình phân tích cho anh chị như vậy để anh chị thấy rằng cái xu thế của nó rất là ổn rồi còn bây giờ chúng ta thấy phân tích tiếp theo là cũng chặt ngay khung chặt ngay ở đây thì anh chị thấy rồi này hôm qua mình đã phân tích cho anh chị rất là kỹ thì hôm nay nó đạp xuống ngay vùng 1276.95 tương đương với đường MA5 anh chị đường MA5 là đường màu xanh này nhìn này đường màu xanh nòn chuối này này đúng không ạ Đấy, đường màu xanh nòn chuối anh chị thấy là nó chạm về ngay đường MA5 bật ngược lên đây, và cái biến đồ hôm nay thì nó nhỏ. Khi nó giảm về đấy những cái lực câu à, bắt lên nó cũng khá tốt. Và trên cái áp lực bán không nhiều. Cái này anh chị muốn quan sát rõ là anh chị nhìn nó không chặt một giờ á. Anh chị mới nhìn thấp quả là nó rẻ không ạ Đấy à, đây gì này. Anh chị thấy chưa? Nó rủ lại như thế khối lượng bé thì lúc này mình sẽ rẻ thôi. Còn phục hồi vào phiên những giai đoạn hai cái nền cuối phiên anh như thế nó khối lượng rất là tốt. Đây thì đó là những tín hiệu, đúng không ạ? Thì cái đó anh chị xem thêm trong phiên Đấy, và một cái một cái quán phục hồi lên như thế này và đạp xuống a năm bật lên như thế này á, thì quán điểm mình là phía ngày mai ở đó là dễ để vượt cái vùng đỉnh này ở hai 27 này. Đấy, thì đó là về không đồ ngay. Đúng không ạ? Đó là về không đồ ngay. Phần nếu như nhìn theo thứ tư này chúng ta thấy đang là xu thế của MA5 lâu cũng đang hướng lên rất là mạnh. MA10 hướng lên con rất là mạnh và MA20 cũng đang trong một xu thế hướng lên con rất là mạnh. Đó là về khung chặt ngay. Còn nếu như anh chị theo trường phải của ý chi? Đấy, về theo trường phải chỉ thì anh chị thấy ở đây. Thì anh chị thấy đang đường mưa á, nếu như mưa ACD thì anh chị thấy đang là mưa ACD là đã, đã cắt lên đường tín hiệu rồi. Và nó đã có một đáy rồi. Đó là một tín hiệu. Ờ à, còn nếu như anh chị mà theo thêm nửa đấy nữa anh chị thấy đang là gì Anh chị thấy rằng là, thấy rằng là à, à, nó đã có hình thành một cái ở đây là phía trước của nó chúng ta thấy là một cái mấy tăng. Trong ngành hàng chúng ta thấy đang ở khung ngay chúng ta thấy đang là nó cũng là trong một cái mấy tăng còn trong vừa rồi phiên thứ sáu nó vượt ra ngoài bolinja ben thì nó đang nói về bán suy lại vào trong bolinja ben là thương nổi có thể như vậy thôi còn bolinja ben hiện tại thì nó đang có xu thể hướng lên rất là mạnh và cái phiên hôm nay nữa chúng ta thấy rằng là à, kể cả phiên thứ sáu tuần trước và phiên hôm nay nữa là bốn phiên nó đã tạo một cái vùng lên kể phiên thứ năm là gì nhá tạo vùng lên ở vùng đỉnh trước hấp thu cung đấy thì phiên hôm nay cũng có thể nó đang là một phiên rất là tốt đấy thì như vậy á, thì bolinja ben đang hướng lên rất mạnh như thế này thì sạc có thể phiên mai là vượt cái vùng đỉnh của phiên hôm thứ sáu là rất cao Đấy. Còn uh, uh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cổ phiếu uh, Chúng ta sẽ đi vào một số cổ phiếu để chúng ta phân tích thêm Đấy, thì Phân tích thêm thì chúng ta sẽ xem thử những cái phân tích những nhận định chúng ta nó có phù hợp hay không Bởi vì vừa đi chúng ta là gồm nhiều nhóm ngành thì đâu tiêu nhóm ngành hàng anh chị này Ngành hàng Việt Bánh thì hiện tại vẫn còn ok Nó tẹt là như thế này bình thường vẫn ok khối lượng nó không lớn Đấy và ở đấy cái biến đồ nó như thế này có thì là nó có, có thể là nó sẽ có có hình rủ thêm một tí À, cái này thì mình chưa biết nhưng mà chúng ta thấy rằng là thế nó có thể rủ thêm nhưng mà nó đang dần hình thành có thể là hình thành cái biến đổi thu hẹp ở đây đấy là rất ổn còn ví vi bánh thì hôm nay là phiên tết lại tết lại mưa năm bật ngược lên đúng không ạ à, mặc dù là nó một cái phiên giảm cả phiên sáng những phiên ATC kéo lên nên chỉ thấy nó khối lượng nó không lớn thì đây là một cái cổ phiếu hiện tại chúng ta thấy rằng là xu thế của nó đã bắt vào một số thế tăng là rất ok rồi đấy cái này là chúng ta nói xu thế lên là phải trong một quá trình như chị nhé chứ không phải là nói phiên một phiên hai được đâu đấy nó nhìn xa xa một tí nhưng tế 2 phải nắm cả kiểu thì tế tế nắm cả kiểu không nó khó ít nhất là phải tế 10 nhá anh chị lưu ý cho mình còn VIP như vậy này VIP thì nó đang tạo vùng lên ở đây thôi nó bốn phiên năm phiên tạo lên đấy thôi và hai phiên vừa rồi chúng ta thấy là khối lượng nó đang nhỏ xuống và tất cả bốn phiên tào lên này nó đang nằm trên cái tăng tìm này Đấy anh chị thấy chưa thì xu thế của nó nó có thể là nó có thể là lên được hay không Chứ biết nhưng mà xu thế để nó tích lũy là phải rất cao này con giảm là hơi khó hơi khó anh chị nhá tay com vậy Tại con vậy, thì hôm nay nó một phiên giảm là phiên test lại thôi, để là mưa năm đấy. À, nhưng mà như thấy đang là khối lượng nóng bé, đúng ạ? À. Đấy. Rồi là ví dụ MB này. MB anh chị thấy đang là nhận... à, nó vẫn xu thế lên. Khối lượng nó nó xuống, tăng lên nhưng mà khối lượng nhỏ xuống thì khả năng cao là hôm nay mặc dù nó có tăng hơn tăng một tí đấy, nhưng mà theo quan điểm mình như những cổ phiếu này nó rất là dễ để có thể là test lại cái phiên đỉnh của phiên hôm thứ sáu. Đấy và do đó là khi mà những cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng mà nó có thể là hôm cả phiên tới mà nó phục hồi lên đó, là cổ phiếu và thị trường đó là gì vừa được 291 27 đúng không ạ? Rồi đến MSB hôm nay nhìn khá ổn này. Tẹt line này, khối lưng nhỏ này, là rất ổn này. Đúng không ạ? Đấy. Rồi ví dụ như, như hôm nay mình thấy CTG là rất ổn này, mình nói từ trong phiên này. Anh chị thấy là CTG hôm nay nó đã tốt này. <laughs> Đấy. Anh chị thấy đang nó nó lên gặp vùng cản, này, nó bị tẹt line, hai phiên ba phiên Nhưng mà hôm nay kéo ngược lên nhưng mà anh chị thấy rằng là các phiên tới có thì nó sẽ rủ thêm một anh chị nhé nó thể tích lũy thêm một hai phiên nhưng mà xu thế của nó là hiện tại rất ổn thôi anh chị mà soi cổ phiếu CTG anh chị soi ở khung chặt một giờ là nó đã hình thành màu hình vai đâu vai rồi anh chị đấy tất nhiên không phải nói như vậy là nó sẽ thành công vậy anh chị muốn đua cổ phiếu này anh chị đua khi nào anh chị sẽ đua khi như thế này gì này anh chị kẻ đường này anh chị nó chơi bứt khỏi vùng này là anh chị có thể đua đấy đua khi nó bứt khỏi đường này và anh chị thấy là khối lượng nó tốt đó là anh chị đua đúng không ạ cái này thì tùy thôi đấy là quan điểm cá nhân của mình anh chị nhé rồi vì acb hôm nay cũng vậy cùng là một phiên kéo lên cũng khá là tốt đấy thì xu thế có thể là phiên mai nó có thể tẹt lấy vùng trên cao này à, chỉ có là hôm nay nhóm ngân hàng có bidp đâu còn con giảm xuống thủng mức a hai mươi khối lượng hơi tăng lên thôi còn cả cổ phiếu khác nhóm ngân hàng nó mình thấy rất là ổn rồi còn nhóm ngân chứng khoán nhóm ngân chứng khoán thì hôm nay là vì vậy, đẻ đẻ mình, mình có mua đấy, mua khi nó đang ở vùng giá 38 Đấy, một số anh chị vào sáu vào nhóm sáu cho đó phải chấp nhận cho mua bởi vì một số anh chị là cầm tiền. Đã và có thêm một số tiền không nhiều cho đó là phải chấp nhận mua cổ phiếu này khi giá 38. Đấy. Hôm nay thì cuối uh, cuối phiên cũng rất may là cuối phiên nó ra tín nhưng mà nó kéo ATC là do gió uh, những cái thông tin về uh, uh, về khả năng ký quỷ của 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 nước ngoài thì hiện tại là có thể được ủy quyền cho um, ủy quyền cho 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 hạt chế mơ vẻ để đại hai hai công ty được 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 khả năng được sẽ được ủy quyền cho đó nó được kéo ATC à, mình muốn thì mua phiên sáng khi giá 38 một thêm đúng không ạ rồi hạt chế mơ vậy <laughs> hạt chế mơ là hôm nay <laughs> hôm nay kéo ATC đúng không ạ nhưng mà nếu mà con dưới giá 29.000 này và như ví dụ phiên mai có giá đỏ các kiểu là mình nghỉ đang anh chị vẫn có thể đủ điều kiện để mua còn nếu như hạt chế mơ đã như thế đang nó vẫn có một cái mẫu hình vai đâu vai đây nhìn vai gì này, này đâu này vai này thấy không? Thì như hôm nay á, về nguyên lý là hôm nay sẽ là một cái phiên mà bứt lên thì anh chị có thể tham gia được. Mình như mua phiên sáng ở vùng giá 28.000. Đúng không ạ? 28 400 28.400 khi mình hô là 28.400. Anh chị thấy này. Đây này anh chị kẻ đứng này lúc này mình phân tích CTG đấy. thì thấy chưa? Nhưng mà phiên này có lại à một cái nó kéo ATC. Do đó là nếu như anh chị mà chấp nhận đúa thì anh chị có thể đua ATC cũng được. Đấy, nhưng mà mình thì mình mua từ lúc phiên sáng đấy ở phía này là con nếu như anh chị theo mẫu hình như đây là vài gì này đấy đầu này đấy con đấy là vải này đúng không vài đầu vài đấy thì bứt cái này là anh chị đua hôm nay được đua ATC cũng ok mình đi lấy phiên sáng như vậy là hôm nay có thể có hai cổ phiếu này vẫn có thể mua được đúng không con cả cổ phiếu khác thì gần như là sẽ không có những điều kiện để chúng ta mua à, ví dụ như VND ra nó thể yếu hơn nó hiển nhiên rồi còn SHE thì bây giờ nó đang gặp vùng đỉnh trước thì anh chị sẽ không có điểm mua và kêu ở vùng giá mấy ạ, 8.500 là mình đã nói anh chị rất nhiều lần rồi. Đấy. Nhiều anh cùng nhiều ông cùng vào rồi bảo là sao không mua VCI mà mua à bởi vì VCI là đó không có nên, còn SHE là giai đoạn này nó đang có nên. Tức là mình nói từng theo giai đoạn nhưng cũng phải là bây giờ là hố cổ phiếu nào anh chị nhé Đấy, còn VCI thì hiện tại nó đang ở vùng này thôi. Đúng không ạ? Sát thuật nhưng cổ sắp tới thị trường tăng Nhưng cổ phiếu này chị vẫn có những cái điểm anh chị mua anh chị muốn ok anh chị có thể thêm xem, xem ở khung chặt một giờ là anh chị tìm cái điểm vào nó nói, oh, rất ok anh chị đấy lý do mà mình mua ẻ ai mà hạt hôm nay phiên sáng á cũng phải không phải đúa khi khi, khi nó mở gặp anh chị mình mua khi nó rủ lại khi thị trường rủ lại với những cổ phiếu đó mình cắn cử vào những người cái cái chặt một giờ anh chị xem chart một giờ anh chị xem theo theo theo, theo, theo dõi con này CTS vậy à, chỉ có hôm nay được HCM CM về đã là ok nhất do kéo ATC đúng À, nó có tin tức đúng không ạ còn cả cổ phiếu khác về cơ bản nó vẫn đang tài lên anh chị vẫn có những cái điều kiện anh chị có thể tham gia được còn muốn có một cái điểm mua ok thì anh chị có thể uh, cắn cử vào chặt một giờ anh chị tìm cái điểm vào đấy còn muốn ok hơn nữa mà anh chị mà yếu quý mình thì anh chị có thể là tham gia bên mình à, hoặc là kết bạn zalo mình để trao đổi thì sẽ có những cái giá nó ok hơn đấy đúng không ạ còn đổi được nhân uh, chứng con thẹp thẹp thôi hôm nay anh chị nào mua đua khi mở gặp thì có thể nó rằng là nó hơi lo nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ lên nó vẫn lên như con này là mình hố từ những cái vùng giá 23.500 này hay, xin lỗi 22.500 vùng này rất là nhiều lần rồi còn lên đây mình sẽ không mua nữa hiện tại anh chỉ có anh chỉ cầm thôi con bản thì mình vẫn chưa bán bởi vì lần cổ phiếu nó mới lên đúng không nó có thể tẹt ra vùng đỉnh này hoặc là nó lấp gạp thêm vùng này một lần nữa anh chị này cả là thì không biết nhưng mà cái cách thức vận động của chúng ta đang nó còn rất là ổn hoa phát trong vậy thôi hoa phát thì sẽ không có điểm mua chưa có nó sẽ nhìn hiện tại nó yếu hơn hoa sen đúng không nam kim hôm nay cũng vậy này kéo lên phiên sáng rủ xuống phiên chiều con này thường có đặc tính ở giai đoạn tháng 11 năm 2023 nó cái kiểu đánh như thế này. Hiện nay tài như thế nào không biết nhưng mà nhìn thì khá khá xấu. Nhưng mà nó cũng có thể giống MB anh chị, giống MB phiên thứ sáu vừa rồi đấy. Đây, mơ MB đây anh chị này. này. Phiên thứ sáu tuần trước này. Nhiều cổ phiếu MB phiên thứ sáu vừa rồi nó đóng giá vẫn cao. Nhưng sau đó nó rủ lại sau đó nó vẫn lên được. Thế có thể là nám kim á, có thể nám kim nó vẫn theo cái đa này, đúng không ạ? Nó tuy vì thế anh chị, vì thế chuẩn thì này là gì chị có ôm được. Còn mà đủ đến nay cho nó rất là rủi ro đúng không với cái kè vậy cũng sai nhưng mà đóng cửa với kè khá khá giống là mơ bé bé của phiên từ sóng tuần trước thế đó với dòng thẹp thì hiện tại là chúng ta sẽ không có điểm mua đối với nhóm ngành chứng khoán anh chị vẫn có thể có điểm mua rồi tiếp theo là nhóm ngành, à, à, bất động sản bất động sản thì những cổ phiếu này anh chị vẫn còn có điểm mua thì ví dụ xéo này anh chị vẫn có thể cân nhắc để anh chị tính toán mua được này đây đó là xéo này rồi vì cr này sẽ rơi anh chị xem thường là nó té lại vùng đỉnh này anh chị vẫn có thể mua được này Đấy, vân vân đúng không ạ rồi con cả cổ phiếu khác ví dụ phát đạt hoặc là cả cổ phiếu như DG hoặc đất sánh cả kiểu rõ ràng là anh chị sẽ không còn cái điểm anh chị để tham gia ở đâu Đấy, con như cổ phiếu phía trên mà nó đang tích lũy tạo nên nên có cá để hạt này nha kháng điên này Đấy, có thể nó test lên vùng đỉnh này tuy có những điểm anh chị đánh ngắn thì được còn mà để đánh cầm dài là vùng này sẽ không không có điểm mua đâu hoặc là ví dụ nam long vậy nam long hiện tại chúng ta thấy rằng là nó vụ nay giáo đồng mà nó đang gặp cũng đình trước thì có thể nó đã hình thành một cái mẫu hình nào đấy thì anh chị sẽ tìm những cái điểm anh chị tham gia vào là nó sẽ rất là ok còn hiện tại như thế này thì sẽ là không có điểm anh chị tham gia đâu đúng không ạ rồi tiếp theo nữa là với đuổi về nhóm ngay nha khu công nghiệp khu công nghiệp thì hôm nay có vgc cũng đang tẹt lại khá ổn đấy hôm nay ông đạp xuống kéo lên khối lượng nhỏ thế này là nó đã khá ok rồi anh chị này đấy khối lượng nhỏ thế này là ok mình nhưng muốn tin nhiên vùng giá 55 56 nghìn dưới này. Hiện tại lại chưa nhiều nhưng mà mình cơm khả lâu nhưng mà giá đoạn này lòng lẻo thì hiện tại chúng ta thấy đang là khối lượng nó là kiệt xuống rồi. Nhưng cổ phiếu này chỉ có thể tham gia này đánh được. Rồi là cả BC thì nó đang gặp cũng đỉnh trước. Hôm trước mình còn nói gì đâu, hôm qua mình còn nói gì đó Mặc dù là phiên hôm qua nó một phiên tăng như vậy mà sản xuất suất nó tẹt là rất cao. Đấy thế nhưng cổ phiếu này á thì anh chị xem thử cái mẫu hình mà khi nó cần gặp đỉnh trước nhìn thì nó thương hay mất một số phiên. Như phiên mai nó có thể giảm xuống thêm một tí nữa mà nó kéo ngược lên á là anh chị tham gia phiên đó rất ok đấy còn nếu như nó tăng luôn thì sẽ mình đánh giá đang sản xuất này là không cao à, cổ phiếu này giai đoạn này thì anh chị có thể liên hệ với cổ phiếu g ở giai đoạn này đấy anh chị này à, g với khi mà nó gặp vùng đỉnh trước anh chị này nó sẽ có một quá trình là tét lại tét lại khối lượng nó không lớn sau đó phiên tăng ở phía sau thì cái phiên tăng phía sau làm thế nào để tham gia anh chị lưu ý rằng là nó mở cửa là đã có giá xanh rồi giá xanh nhưng khi nó bứt thẳng khỏi cái vùng đỉnh của cái ngắn hàng ở đấy ngắn hàng đấy thì anh chị tham gia là nó rất ok đúng không à. ạ? ví dụ như vậy là KBC anh chị sẽ cân nhắc để anh chị họ thể tìm những cái điểm mà anh chị có thể tham gia khi nó vượt lại vùng đỉnh của phía hôm qua. Đấy, thì anh chị sẽ tham gia. Đấy, tất nhiên điều đấy là quan điểm cá nhân của mình cũng phải đủ vào đó. Ví dụ nó rủ về vùng giá 34 000 một lần nửa đó nó đang là nó phải rủi ro là, là hố vào là nghe bảo hôm nay ông kia là mất vui, đúng không à. ạ? Rồi, còn các cổ phiếu khác thì hiển nhiên là vì EDC thì nhìn nó có vẻ là nhìn thế này chúng ta chưa khẳng định được bởi vì khối lượng nó nhỏ. Đấy, EDC ở đấy thì mình liên hệ anh chị rằng là nó có thể nhá có thể có một cách vận động giống với con cổ phiếu uh, uh CFP hôm nay anh chị thấy chưa đấy cái mẫu hình hiện tại của C EDC uh, bất động sản khu công nghiệp EDC á. thì nó rất, rất giống người có đánh này tất nhiên những cổ phiếu này nó vừa rồi nó rủ xuống những mức khối lương nó lớn sau đó nó cân băng ở phía đó nó có hai đáy đấy con mây EDC của chúng ta khu uh, công nghiệp ấy, thì anh chị thấy rằng là nó cũng vận động khá tương tự rồi tất nhiên là nó mới có một đáy đấy và đáy này nó cao hơn đấy thì anh chị xem thử là cả phiên tới nó có được như vậy không nhưng mà con này thì thường là nó thì giai đoạn này từ năm 2023 là này thì nó không có nhánh mạnh mẽ như vậy con xét uh, về nhóm ngành hóa chất do đó là uh, nó có thể là không mạnh mẽ như vậy nhưng mà cái khả năng để mà gặp vùng đỉnh này um, khả là khả là khó lên đấy thì trong chiến lược chọn cổ phiếu anh chị nên cân nhắc con phước khoa thì rõ ràng là anh chị sẽ không có cái điểm để mua đâu đúng không ạ con cả cổ phiếu trong rổ viên 30 anh chị này mở đập thì hôm nay có thông tin là những anh chị trong nhóm khách hàng của mình có trao đổi là có thể là do hôm qua Việt Nam thua đô đúng không ạ? Do TV bị đập nhiều quá. Nên hôm nay là nhóm anh hôm nay bản lẻ là người tăng, đóng nó có MWG bản TV. Đấy, thật tất nhiên thì không phải đâu, phiên thứ sáu vừa rồi ở à, phiên hôm qua như phiên thứ ba luôn, phiên tẹt cung ấy. Phiên hôm qua nó phiên đạp xuống MA mới mưa kéo ngược lên, đóng cửa gần như cao nhất phiên mà anh chị thấy đang là khối lượng nó nhỏ thì hôm nay nó tăng mạnh. Đấy. Bất trước đó là nó đã có có tẹt đỉnh, tẹt lên này, đúng không ạ? Đấy, còn cả cổ phiếu khác hiện tại là chúng ta thấy đang là như vịch Anh chỉ đừng nhìn thấy thế này nhưng mà thể thì cũng mình thấy rằng là nếu như anh chị mà giai đoạn này anh chị không tìm được những cổ phiếu nào tối ưu thì Vic có thể là một cái lựa chọn. Đấy, Vic có thể là một cái lựa chọn anh chị nhá. Đấy, rồi là cả cổ phiếu khác chúng ta xem nó mã sàn hôm nay bị bán mạnh nhưng nó vẫn duy trì được sắc xanh anh chị này. Như vậy là rất tốt này. Hơn hơn 1 nghìn tỷ của khối ngoài giả nhưng nó vẫn ok, đúng không ạ? Rồi. Rồi BCM lúc này phân tích cho Hoa Phát phân tích rồi, Việt Zẹt nào. Việt Zẹt thì hiện tại nó đã có hai đáy rồi. Thì số thể hiện tại có thể nó phục hồi lên có thể là MA50. Đúng không ạ? đối vì nó mưu nào. nhìn chúng với những bọn này thì mình ít đánh lắm gì mình ít đánh lọc đấy trong nhóm này chỉ được mỗi gbr và mờ được lưu cả kiểu thôi gạt có thể ưu tiên được còn lại là cả cổ phiếu khác thì mình cũng không quan tâm nhiều đấy xem cho vui thôi con fpt nó ngon nhưng mà không còn điểm nữa đúng không ạ nó đã có còn rất là nhiều nên giá rồi hiện tại nó lòng lèo à, xin lỗi hiện tại nó lên quả cáo vào vùng phía trước nó đang có một đỉnh nó chưa vượt vùng đỉnh đúng không nó hiện tại nó khá là chặt chẽ nhưng mà đu đến nay thì có thể nó đang là khó nó có thể lên tiếp nhưng mà đu ở đấy thì nó đang rất là khó đúng không ạ thì cũng rất là nhiều nhóm ngành nữa nhưng mà mình có lẽ là cũng dừng tại đây thôi anh chị dâu gì cả kiểu thì nó đang là nó đang trong một số thể lên thôi anh chị chứ không có vấn đề gì đâu đấy thì xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau